Thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này.
Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái đang mặc một chiếc đầm rất là bí ẩn. Em chào anh, em chào anh Hà Nói Trương và chào các anh chị bên dưới và các khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Quỳnh Như. Dạ, và hiện tại thì em đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của bạn là gì? Công việc chính của em là nhà sáng tạo nội dung về thời trang và idol live stream ạ. Xin chào Quỳnh Như. Dạ vâng. Thế thì ca hát chỉ là niềm đam mê? Dạ đúng rồi. Tại trước đây thì em có theo đuổi âm nhạc nhưng mà hiện tại thì em lùi về sau nên là em sẽ hướng về thời trang nhiều hơn là ca hát. Bạn có nghĩ là hôm nay bạn sẽ song ca ca khúc này với chính tác giả không? Dạ không, chưa, em chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ Khanh muốn nghe nhận xét của ba vị khách mời sau khi thưởng thức phiên bản Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới lần đầu tiên trên song ca Giấu Mặt. Cái giọng của bạn á, thì thực sự nó rất là đặc biệt, không có xen lẫn vào ai được hết. Ví dụ bạn cất giọng lên là biết ồ đây là Quỳnh Như. Thì mình nghĩ là bạn nên, mình vẫn có thể làm song song hai công việc mà. Và Gấm tin là bạn cũng sẽ hạnh phúc khi làm điều đó. Chúc bạn sẽ thành công trong tương lai. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Cái đầu tiên là phải chúc mừng hai anh em tìm thấy nhau, hai bạn tìm thấy nhau. Đây là một bài hát rất là nhiều cảm xúc. Và nếu cái giọng hát nó chỉ thiên về một cái yếu tố nào đó mà thiếu đi cảm xúc thì sẽ không thể hát được cái bài hát này. Hôm nay em làm rất là tốt. Thực sự cái sân khấu này, cái bài hát này đúng thực là dành cho em. Và phải chúc mừng Hamlet Trương là tìm được thêm một người hát bài hát của mình hay nữa. Anh đánh giá em là một người rất là sáng tạo, tại vì em làm về thời trang và em đã thổi hồn vào bài hát này cũng rất là hay. Bài hát này tựa giống như một cái bài hát rất là nhanh, nên thật ra là nó đòi hỏi mình phải có nhiều cảm xúc đổ vào đó. Và đặc biệt là mình phải rất là nhanh về cái lưỡi của mình để mà mình rõ lời và mình có thể xử lý cái bài hát này. Và anh nhận thấy em đã làm cái điều đó rất là tốt. Cảm ơn anh Kheo rất nhiều. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều anh vẫn không thể tin. Anh đọc thư ấy, dòng viết yêu thương từ em là những xót xa trong anh. Em ngỡ đi thật xa để anh lại ngủ yên. Xót xa trong em,
giờ sao, giờ em như thế nào? Đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Đừng trách anh vì sao lặng im trong nỗi sâu. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với ca sĩ Kyle York. Các bạn có 10 giây, thời gian bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến 4 vị ban khách mời và tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em tên là Võ Thị Yến Phiên và hiện tại em đang là sinh viên của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Yến Phiên. Có phải ngày hôm nay bạn bị sao xuyến chứ anh Kyle không? Tại vì khi mà nhìn bạn hát anh cảm thấy bạn có cái gì đó rất là ấp úng. Dạ, nói chung là trước khi mà đứng trước một chàng trai nào đó mà đẹp như thế này thì không thể nào mà không sao xuyến được ạ. Trước đây thì Phiên đã từng là một thí sinh của một cuộc thi mà Trương có chấm cho cái cuộc thi đó. Và Phiên là một trong những người đi đến rất sâu ở vòng cuối cùng. Bạn là người tranh giải gần cuối cùng. Cho nên là khi mà cất giọng lên là mình biết ngay là người quen. Và chúc mừng Phiên, hôm nay em cũng tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình với Kyle. Cảm ơn chia sẻ của anh Hamlet. Không biết ca sĩ Hồng Gấm cảm thấy như thế nào khi xem tiết mục này? Đây là một tiết mục rất là thành công. Cái ấn tượng ở chỗ nữa là anh Kyle lùi về hát bè để nâng cái giọng hát của bạn lên. Thì cái sự phối hợp này nó rất là ăn ý và cái hiệu ứng của nó rất là tốt. Chúc mừng. Và đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Dạ. Yeah. Anh Hoàng Bách có đồng ý không ạ? Lâu lắm mới nghe một giọng mezzo đẹp như vậy. Phải chúc mừng Kyle và em Phiên có một phần trình diễn tình cảm. Hai bạn rất tình cảm với nhau. Đây là một bài hát không có dễ để mà hát song ca. Yeah. Khi mình kết hợp với nhau lại còn chưa từng tập chung với nhau nữa. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách. Tình yêu đó riêng cho em một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao đời bao giông tố, đời nhiều trông gai.
anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Đời bao buồn vui đến suốt đời, tình yêu đó, tình yêu đó riêng trong cho em một một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao đời. Bây giờ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với ca nhạc sĩ Hoàng Bách. Nếu như quý vị chọn hãy nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Và 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Hoàng Bách. Xin chào bạn. Xin chào 4 vị ban giám khảo, cũng như xin chào toàn bộ quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Hoàng Tùng. Hoàng Bách và Hoàng Tùng thưa quý vị. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cặp song ca mà như quý vị thấy trên sân khấu nó rất là ăn ý với nhau, nhưng họ không hề tập trước với nhau. Tất cả đều là sự ngẫu nhiên. Lần đầu tiên hát trên sân khấu bài hát này. Nhưng có thể nói đây là cái lần mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tự nhiên cái ký ức của 17, 18 năm trước nó tự nhiên nó quay trở lại với mình. Mình mới nhớ lại lúc đấy mình đứng trên sân khấu như thế nào. Và anh Lam Trường hát tặng mình trên sân khấu hai vợ chồng mới cưới bài hát đấy. Cái cảm giác nhớ lại như thế nào. Lâu quá rồi. Bây giờ hôm nay cảm ơn Tùng rất nhiều. Cảm ơn ban biên tập chương trình. Giống nhận xét về tiếng hát của Hoàng Tùng luôn đi, cũng như là phần trình diễn vừa rồi. Phần thể hiện của anh á, cái tình cảm nó rất là dạt dào cảm xúc, nó rất là hay. Thế còn Kayo thì sao? Anh có thích màn song ca này không? Kayo rất là thích, lâu rồi Kayo không có nghe anh Hoàng Bách trình diễn live, mà phải nói là giọng hát quá khỏe, quá hay. Và một cái sự kết hợp giữa hai người tựa giống như là một cái phần trình diễn trên một cái sân khấu rất là chuyên nghiệp. Và Kayo thấy là em nên kiểu như là đi theo ca hát hay là tiếp tục rèn luyện thêm cái giọng hát của mình. Tại vì một người như em cũng sáng sân khấu và biết di chuyển cũng như là thể hiện cảm xúc rất là tốt trong một cái môi trường như thế này. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Theo Gió. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người nhạc sĩ. Đeo mắt kiến vào, bởi vì hai anh em chói lòa quá. Và hôm nay thì hai anh em hát với nhau quá là tuyệt vời, quá là hòa quyện. Và mình cũng có cảm giác đây là một cái bài hát nó được vang lên ở một cái đám cưới thì nó sẽ thật sự rất là hạnh phúc. Chiếc bóng cô phòng đâu là cô đơn
Nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàng non. Em nghe gì không? Hỡi em. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với
chàng trai đang mặc một cái màu áo cũng giống Khanh. Rất là phải gọi là bị lôi cuốn bởi tiếng hát của bạn. Bạn hãy giới thiệu về mình nhé. À, dạ, cho phép em xin được gửi lời chào đến ban giám khảo cũng như là tất cả các khán giả đang có mặt tại sân khấu ngày hôm nay ạ. Em tên là Công Quốc. Năm nay em 20 tuổi, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ sao về màn kết hợp này ạ? Hôm nay anh nghĩ là mình là một người rất may mắn. Hai bài, hai phần trình diễn của Bách phải nói đều là hai cái bài nó không dễ. Dạ. Rất là thử thách giọng hát, nghe thì dễ nghe nhưng mà hát thì khó hát. Và mình may mắn mình lựa chọn được hai người diễn chung đều hát rất hay theo cách của mình. Mỗi người có một cái phong cách riêng và đi trọn vẹn được bài hát và nó có những cái sáng tạo tung hứng với nhau. Bách không biết là các bạn, quý vị khán giả ở dưới và xem truyền hình sẽ cảm nhận được nó như thế nào. Nhưng với bản thân Bách thì khi Bách diễn với cả hai bạn và đặc biệt là cái phần trình diễn này nhá, thì Bách cảm thấy mình đúng thực thoát vai một cái người là sẽ phải hướng dẫn, nâng cái người nghệ sĩ đứng bên cạnh mình mà là mình đang được diễn cùng với một bạn nghệ sĩ thực sự là một nghệ sĩ bản lĩnh, có bản lĩnh sân khấu. Khanh cảm nhận được sự hài lòng của anh Hoàng Bách khi mà lựa chọn được căn phòng của bạn. Anh Khai ơi, anh có thích tiết mục này không? Khai rất là thích tiết mục này và đặc biệt là Khai nghe bài này rất là nhiều. Khai đi diễn ở bên Mỹ hay là đi diễn ở bên Úc thì người ta cũng rất là hay nghe bài này. Nhưng mà nghe hai người hôm nay hát bài hát này, phải nói là đó là một cái cảm xúc hoàn toàn mới đối với Khai. Vì hai người có hai chất giọng na ná với nhau á. Và bên cạnh đó thì khi hai người diễn với nhau thì có một cái sự qua lại ăn ý và một cái sự kết hợp phải nói là gần như là hoàn hảo. Cảm ơn chia sẻ của anh Kheo. Hồng Gấm thì sao ạ? Nếu mà em mà ở nhà em xem TV á thì chắc em không tin đây là một trường hợp ngẫu nhiên. Bởi vì cái sự giao đãi nó quá là ăn khớp với nhau. Dạ. Đây cũng là một cái giọng mà bạn hát lên là người ta biết đó là bạn. Dạ. Cái giọng bạn rất là tình cảm, nội lực. Nói chung là nó hội tụ đủ các yếu tố của một cái người mà sẽ thành công. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Bây giờ thì chắc là Khanh phải nghe cái phản hồi sau cùng của anh Ham Đế Trương. Anh cũng là một cái dàn bao quá là vững chắc để bạn thể hiện được rõ đúng cái từ mà chị Gấm dành cho em, đó là từ bản lĩnh sân khấu. Em có thể thể hiện được hết bản thân mình với một cái bài hát là khó. Cho nên là chúc mừng hai anh em. Hãy
những đam mê tâm tối, liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi. Người năm xưa đâu rồi, lạnh băng tiếng khóc cười. Em ở nơi xa xôi vô lối. Mặt đất nữa giữ đôi chân chúng ta, thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ. Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa. Dẫu trần gian cho em đắng cay, nơi anh là nhà. Chẳng còn nhiều luyến liêu, em anh mong lo mơ anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay với 10 giây. Xin mời. Quý vị thân mến, thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai đang đứng cạnh Khanh và Hồng Gấm đây. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lần đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào tới chị Hồng Gấm, dàn nghệ sĩ khách mời cũng như là toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay, cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ, một lời chào trân trọng nhất ạ. Em tự hiệu, em tên là Nguyễn Ngọc Thịnh và em năm nay 21 tuổi và em đang là sinh viên của trường Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Nguyễn Ngọc Thịnh. Trong trường Y Dược bạn học khoa nào? Dạ em học đa khoa. Wow, một bác sĩ tương lai. Dạ vâng, và đây cũng là lần đầu tiên em thử sức với một sân khấu như thế này, khán giả cũng như là được song ca với một người nổi tiếng. Cho nên là em có hơi bị một chút run cũng như là một chút xíu áp lực nhẹ nhẹ khi mà đứng gần. Sao tiếng hát của bạn vẫn chinh phục được chúng tôi đấy. Hồng Gấm ơi, cảm xúc của bạn như thế nào khi mà song ca với chàng trai này? Chị cảm nhận được em là một người đã có rất nhiều trải nghiệm trong tình cảm và có thể là trong cuộc sống, mà giúp cho cái giọng hát của em nó chín chắn hơn. Và chị tin nó sẽ còn vươn xa hơn nữa. Cố gắng lên nha. Vâng ạ, đó là chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Không biết anh Hamlet anh nghĩ gì về tiết mục này? Thật ra thì cặp đôi này đến được với nhau là nhờ tôi á. Đúng không? Tại vì tôi chọn Gấm hát trước thì Gấm mới chọn số 3. Chứ tôi thấy số 3 là nhiều người cũng muốn hát chung. Tại vì bạn rất là năng lượng ngay từ đầu rồi. Cảm ơn một tiết mục tuyệt vời. Vâng, kiên trí với bạn nào của anh Hamlet. Thịnh bước chân xuống thì từ trong đầu ra anh đẩy ra là cái thằng bé học sinh cấp 3 nào mà nên đi vào đây làm gì? Đi lạc à? Đi lạc à? Nhưng mà khi em cất giọng lên thì nó tương phản hoàn toàn với những gì anh đã tưởng tượng. Một cái giọng rất là nam tính, có cái độ rung đặc biệt dày, giọng về cơ bản là giọng tốt và hát xử lý có cái riêng của mình. Chúc mừng hai chị em. Cảm ơn lời khen của anh Hoàng Bách. Thế còn Kayo thì sao ạ? Một cái mà Kayo cảm thấy rất là hài lòng với cái phần trình diễn này đó chính là cái sự thoải mái trong người của em á. Và mỗi khi là mình lên sân khấu và mình có một cái sự thoải mái đó, mình rất là tỏa sáng, mình tự nhiên và mình giống như là một người đang làm những cái gì mình mong muốn trong một cái khoảnh khắc mà mình thật sự cảm thấy
hạnh phúc. Wow. Wow. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho nên tiếc vấn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta cho nhau lời cuối. Người ơi anh phải quên em sao? Hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao? Làm sao? Giận gì mà giận dai dữ vậy trời. Chịu ra rồi. Em, anh ngồi đây chờ 3 ngày đi. Dễ được. Em ơi, em đừng có giận anh chị mà. Tại hôm qua anh đi kể tình, tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh ơi ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương, chẳng buồn lệ sẽ không ướt mi. Em ơi lòng anh đang chơi vơi tiếc thương xuyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa nay ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối trở nên âm thầm lặng quên. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên tiếng vấn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta trao nhau. Làm sao anh làm quên? Yeah! Em ơi đừng giận anh nữa nha. Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quên ừ, nhau trong qua mâu cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Lòng anh đang chơi vơi tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm duyên ai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, một lần cuối nói tiếng yêu, lần cuối trở nên âm thầm lặng. Trao nhau lời cuối. Người ơi
giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này trước đã. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho dịp phép nhân tâm xin kính gửi đến ca sĩ khách mời cùng với khán giả tại trường quay cũng như khán giả đang đón xem trên TV ạ. Xin chào Giáng Tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục thú vị này. Cái tên Giáng Tâm cũng đẹp nữa. Khi mà em bước xuống em hát á, thật sự ra là chị cũng hơi lo cho em, bởi vì anh Long á, là một nghệ sĩ coi như có chiêu trò dễ làm cho nghệ sĩ khác phân tâm khi hát. Mà em đã từ trên xuống là em đã làm cho mọi người ngạc nhiên, là em chơi đòn phản ngược lại với anh Long, là điểm đó là thấy em là nhập vô bài hát rồi đó. Rồi khi em xuống em cất lên cái giọng hát của em, cái bài hát này, thật sự ra bài hát này rất rất hợp với giọng của em luôn. Bởi vì cái chất giọng của em nó cao á, cách diễn xuất của em với Long rất là hòa hợp. Mặc dù anh Long ảnh quậy quá nhưng mà em vẫn giữ bình tĩnh, em không cười, em diễn cho hết bài hát là quá hay rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Em xin cảm ơn. May quá, Giáng Tâm không phân tâm. Giáng Tâm, Giáng Tâm mà không phân tâm. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ gì? Anh Kim Tử Long vẫn cho thấy mình là một người gạo cội và có một cái đẳng cấp chọn người hát chung với mình rất là chuẩn mực. Em nói anh là bái phục. Cái bài này nói chung là sinh ra dành cho hai người. Trời, nói thiệt là dễ thương quá đi. Mặc dù là anh Long anh quậy quá nhưng mà thực sự là tâm tĩnh lắm luôn á chị. Phải bái phục em. Em diễn như không diễn vậy đó. Trời, chị Tha lúc đầu chị còn sợ là em có vấn đề gì, em có lộ không vậy? Sao diễn bé này diễn tĩnh quá vậy? Rõ ràng là như vậy luôn á. Coi như là quá hay. Và đặc biệt là chị thích cái giọng của cô này có nhã chữ rất là lạ. Và chúc mừng em đã làm rất tốt. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Trắng sân nhà em mà hương cao ngã
chẳng sân nhà em mà hương cơ ngát ngát quanh vườn trầu, lá vẫn xanh tươi màu, xin anh tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca nhưng mà các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi mà thôi. Quý vị sẽ có 10 giây, nếu như chọn nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ thì hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Vâng ạ, và đầu tiên cho phép Hữu Phạm xin được gửi tới lời chào tới bốn vị khách mời cùng MC Bình Công Khanh, cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong hội trường, toàn thể của khán giả đang theo dõi trên truyền hình ạ. Xin chào anh Hữu Phạm. Hú hồn luôn. Nãy ngồi dưới nghe trên này có ba người nam hát, không có ai hát cái giọng này trơn cũng lo, đúng không? Hên quá. Hát cũng ngọt ngào quá trời luôn mà. Cảm ơn chị Vân Khánh ạ. Bây giờ anh Hữu Phạm sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Anh Kim Tử Long ơi, anh chỉ nói một điều thôi. Em khi mà em hát cái bài này đó, thì những cái người mà người ta nghe về dân ca Bắc Bộ á, người ta sẽ rất là thích. Tại vì người Bắc phải ca giọng trầm như vậy á, thì thể hiện cái bài này nghe nó mới rất là đã tai. Em lợi thế, em có cái giọng đó và em ca với lại Vân Khánh đó, hai cái giọng nó rất là quyện với nhau. Cảm ơn chia sẻ của anh Kim Tử Long ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Xin chào Hữu Phạm. Dạ, chào anh. Chúc mừng bạn và chị Vân Khánh đã có phần trình diễn. Bách phải nói đây là phần trình diễn. Bởi từ đầu đến cuối nó rất là ăn ý, rất là ngọt ngào. Khi bạn cất giọng lên thì thực sự Bách cũng giống như anh Kim Tử Long ạ. Bất ngờ có một cái giọng bass với người Việt Nam mình thì giọng baritone bass nó rất là hiếm và nó cũng gây ấn tượng ngay từ đầu. Nó làm cho Bách nhớ đến những người bạn đã cùng hát chung với Bách cách đây nhiều năm. Và cái tình cảm bạn đặt trong cái bài hát này, nó thực sự nó rất là hợp. Khi nghe cái phần song ca này thì rõ ràng là mình tưởng tượng đây là một, đúng là một chàng trai sắp đi lính. Và cô gái đang rất quyến luyến cái tình cảm của chàng trai đó. Rất may mắn hôm nay cho chị Vân Khánh là chọn đúng được một cái đối tác mà Bách nghĩ là nó hoàn hảo cho cái bài hát này, cho phong cách của hai người ngày hôm nay. Chúc mừng chị và chúc mừng Hữu Phạm. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Ngọc Liên. Ủa giờ mình nói là như trên được không? Hai người nói hết rồi. Thì bây giờ mình chỉ nói thêm chút xíu nữa thôi là em ra tác phong của em, trời ơi, lịch lãm, đứng sáng với lại chị Vân Khánh luôn. Mà
cái bài này lúc mà Vân Khánh hát lên một cái là chị cũng đang tò mò coi em có đáp lại được với chị Vân Khánh hay không. Mà thật sự cái sự hỗ trợ của chị Vân Khánh đã giúp cho em rất nhiều trong ngày hôm nay để mà em có được một đêm thật là tỏa sáng. Chúc mừng em. À, xin một câu nữa được không ạ? Tại vì lâu lắm em mới nghe lại chị Vân Khánh hát. Thực sự là cái phong độ thì nó vẫn như ngày nào. Cái đẳng cấp thì khỏi nói rồi. Nhưng cái phong độ chị với bản thân em là một trong những giọng nữ em yêu thích ở dòng nhạc mang hơi hướng dân ca. Và thực sự là cảm ơn chương trình hôm nay là em lại được nghe chị hát lại một lần nữa. Người ta như người ta nói là như là nhai nút đĩa luôn. Rất hay. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Chút xíu vô trong thì mời em cà phê. Cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời đã dành cho tiết mục của Hữu Phạm và chị Vân Khánh. Còn mình nhắm mắt không nói một lời.
hoài ngàn năm. Phần bình chọn thuộc về quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây. Nếu như chọn cho Diệu Ly, nhấn phím A. Thanh Tùng, chúng ta nhấn phím B. Thời gian của quý vị khán giả bắt đầu. Khi đến với kết quả này thì Khanh rất muốn nghe nhận xét của bốn khách mời về tiết mục này. Rõ ràng là khi mà bắt đầu ca khúc này thì anh thấy Tùng chơi rất đẹp. Bởi vì đây là ca khúc của em. Nhưng mà em đã quyết định chọn một tông thuận lợi hơn cho bạn nữ. Và em hát ở cái quãng giọng ở dưới nó thấp hơn, nhưng mà hôm nay em hát rất tốt, nhẹ nhàng, đỉnh đạt, đi vào lòng người. Cảm ơn em đã chọn ca khúc này và Diệu Ly đã làm rất rất là tốt. Chúc mừng em. Em thấy hả, hai bạn ngày hôm nay đứng trên sân khấu rất là tuyệt vời. Lại sao lại nhường nhịn mà tao nói nó thôi, say mê lắm. Tôi nhìn cô này là tôi thấy say mê. Điềm đạm khi mà mình chọn về, nếu như là mình chọn về cái bài của mình thì mình phải chọn cái bài lợi thế về mình, tông giọng cũng phải về mình và những cái nốt đẹp tỏa sáng cũng phải là của mình. Nhưng mà đối với Tùng thì chị thấy là có một cái sự nhường nhịn rõ nét, mà. Rất rõ nét. Nhưng rất mà không vì thế giọng bạn lu mờ mà giọng bạn rất là đẹp. Ôi còn gì để nói, nhưng mà sự kết hợp này Ngọc thấy là nó vẫn có sự hòa quyện rất rất là đẹp. Dũng nghĩ là đối với chuyện song ca thì cái việc mà nhường nhịn cái người hát chung là một điều rất là quan trọng. Em đã để cho Ly có những cái chỗ để tỏa sáng. Còn Ly thì vẫn như mọi khi, chất giọng của em có một cái nét rất là riêng. Em hát dòng nhạc nào em cũng đưa cái riêng của mình vào đó và nghe rất rõ một cái sự sang trọng, một cái sự hơi tân thời hơn nhưng vẫn có mong manh gì đó để dựa vào người đàn ông rất là vững chãi, rất là chắc này. Vì thế anh nghĩ rằng là đây là màn song ca thành công. Chúc mừng cả hai bạn. Cảm ơn các khách mời một lần nữa. Và bây giờ chúng ta phải gửi một lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả tại trường quay nữa, bởi vì chính họ sẽ là người giúp cho chúng ta biết người chơi nào giành chiến thắng hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ trên màn hình chính sẽ hiện ra hai con số. Đó là bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Diệu Ly và Thanh Tùng. 58% và 42%. Nghĩa là có một người nhận được 58% và người còn lại là 42%. Người chơi nhận được 58% chính là người chơi giành chiến thắng tại song ca giống mặt. Ai cũng biết đó nha. Và kết quả là Thanh Tùng. Chúc mừng Thanh Tùng. Giải thưởng của bạn là 10 triệu đồng tại song ca giống mặt. Chúc mừng bạn. Thanh Tùng cũng là người chơi song ca với anh Quốc Đại. Chúc mừng anh. Để cùng đi hát dân ca quê mình, để tôi sống.
mà duyên dạng quá. Là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Nếu như chọn, chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ chỉ chấm điểm dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. 10 giây của quý vị bắt đầu.
Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Thanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Thu Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đã có mặt hôm nay. Xin kính chào anh Bạch Công Khanh, bốn vị khách mời và tất cả các quý vị đang xem truyền hình ạ. Xin chào Thu Thảo. Cho chị hỏi em có phải là người ở miền ngoài không? Em Quảng Nôm ạ. À, Quảng Nôm. Chứ Quảng Nôm. À, Quảng Nôm là đồng hương với bạn Liên á. Dạ. Chứ Rang mà hát hơ dữ đó. Rất là hơ. Rất là hơ. Dù em cũng không chị ạ. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Ra đây là một bài hát không dễ hát một chút xíu nào cả. Phải có rất là nhiều yếu tố. Từ giọng hát, phong cách, cái cách nhả chữ, cách luyến lái, cách ngân cho đến cái kỹ thuật thanh nhạc để mà hát được cái bài này. Thì thực sự là phải chúc mừng hai chị em. Một bài hát quá khó nhưng mà đã đi đến được cái đấy cuối cùng trọn vẹn. Anh chỉ góp ý anh một điều nhỏ thôi. Những gì mà em đã làm rất tốt. Giọng hát của em Giả Thanh rất là tuyệt vời. Nhưng mà chỉ có một cái điều mà em phải cần học ở chị Vân Khánh. Đó là cái sự luyến lái lãng mạn trong câu ca. Khi mà chị Vân Khánh chỉ hát lên á, chỉ không có vô khuôn, mà chỉ buông nhẹ vào cái hồn của chị trong cái bài ca, trong cái lời ca, nó thấu vào trong tim người nghe. Và người nghe cảm giác như chỉ đang là thả hồn trong cái bài đó, và chỉ là nhân vật, chỉ là cái người đang truyền cảm hứng cho người nghe. Em bước ra là em sáng quá trời sáng, em đẹp như một công chúa, em trong veo, cái mặt em trong veo luôn. Giọng của em là rất thích hợp với dòng nhạc này. Và em được sự hỗ trợ của chị Vân Khánh, là bài này là chị Vân Khánh là bài ruột của chị nữa. Chị nhắm mắt lại chị nghe cái giọng của em và Khánh hát chung với nhau á, nó còn thêm một yếu tố quyết định cho em sáng sân khấu ngày hôm nay, đó là cái hòa âm của nhạc sĩ Yên Lam. Cái bài này nhạc sĩ Yên Lam làm quá hay. Cho Liên xin khen nhạc sĩ Yên Lam. Dạ, yeah, cảm ơn giám đốc âm nhạc của chương trình. Nó hỗ trợ thêm cho cái phần trình diễn tốt của em hôm nay với chị. Giọng của em là tuyệt vời. Con tim này đừng ngóng trông hao gầy, hãy đến bên anh đi để cho tình tròn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Người nói thương anh đi, người nói yêu anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy. Hãy đến bên anh đi để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ rất dịu dàng. Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi, vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc, và có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi, vì anh
luôn mong được có em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Con tim này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Người nói thương anh đi, nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi và để cho tình tròn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Có chút thương nhớ, có chút thương, có chút bối rối, có chút bối rối, có chút yêu dấu tình ai. Người hãy đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi, để cho lòng thân mến. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Chúng ta sẽ có 10 giây, nếu như chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, là nói đầu tiên cho em gửi lời chào đến bốn vị khách mời, các khán giả tại trường quay và cũng như các khán giả đang xem trên đài truyền hình. Dạ, em tên là anh Tuấn ạ. Dạ, hiện đang là ca sĩ tự do ạ. Xin chào anh Tuấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ba khách mời chia sẻ về tiết mục Trót Yêu này. Chị Ngọc Liên. Thật sự bước ra sân khấu là chị thấy em là chắc chắn là sẽ hợp với Bách. Đúng là Bách đã hỗ trợ cho em cái phần trình diễn này rất nhiều, em nên cảm ơn Bách đi. Em hát một cách coi như là hết mình của mình và bè qua bè lại nữa, mà nhờ cái sự bè của Bách quá hay luôn. Cho nên cái bài hát này làm hai giọng của anh em, hai anh em là hòa quyện với nhau để có một tiết mục thật là hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Em muốn nghe chia sẻ của anh Kim Tử Long và chị Vân Khánh. Bài Trót Yêu, giai điệu nó quá hay rồi, rồi cộng hai cái giọng hát quá tuyệt vời nữa thì nó bùng nổ ra. Tuyệt vời, chúc mừng. Chị Vân Khánh ơi, chị thôi, nghĩ gì? Ý này cộng lại như trên đi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều và chúc mừng cho Dương Anh Tuấn. Bạn đã hoàn thành tiết mục của mình và chúng tôi hy vọng rằng phần trăm bình chọn của khán giả dành cho bạn cũng sẽ thật là cao. Thank you.
Và bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ em chào anh ạ. Em chào bốn vị khách mời ạ. Và toàn thể quý vị đang có mặt tại trường quay cũng như là toàn thể quý vị đang xem chương trình tại màn ảnh nhỏ. Em tên là Phương Diễm Huyền. Xin chào Phương Diễm Huyền. Thật sự cái giọng bạn rất là hay quý vị, bởi vì cái giọng nó ấm, nó trầm mà vừa đẹp nữa chứ. Dạ. Đó thì chị chúc mừng em có bài biểu diễn tốt ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời ạ. Đầu tiên là xin chúc mừng bạn và chị Ngọc Liên đã có phần trình diễn ăn ý với nhau. Phải nói là em có cái bản lĩnh sân khấu và thực sự là em tỏa sáng với cái bài hát này. Từ trang phục, từ ngoại hình cho đến cái chất giọng và cái phong cách của bản thân em, nghĩ là em đã thể hiện được rất là tròn trịa cái phần của mình. Em phải cảm ơn chị Ngọc Liên rất là nhiều, bởi vì chị Ngọc Liên hát bè rất là chuẩn. Rất là chuẩn, hỗ trợ em rất là nhiều. Chúc mừng hai chị em một phần trình diễn đẹp. Cảm ơn Bách rất nhiều. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Đặc biệt chị thích cái giọng mà hát của em á, nó có một cái sự khắc khoải, rất là có nội tâm. Phải nói thực sự là như thế. Ngoài ra chị Liên là một cái sự bùng cháy đúng với cái chất của chị Liên ra rồi, thì em cất cái giọng em hát lên nó hay lắm. Nó có là một cái tem giọng hoàn toàn khác, nhưng mà lại cũng rất là phù hợp với cái thể loại nhạc này. Đặc biệt là cái đoạn sau nữa, cao trào lên điệp khúc, thì chị Liên đã hỗ trợ em tối đa. Và chúc mừng cho em đã hoàn thành tốt cái phần biểu diễn của mình. Cảm ơn Hoàng Yêu. Cảm ơn chị Vân Khánh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời nói khích lệ động viên của anh Kim Tử Long dành cho một cô gái rất xinh đẹp. Áo đỏ kìa anh, áo đỏ. Nếu mà bên tài tử thì người ta gọi là đây là một cái giọng thổ pha kim. Nghe nó rất đặc biệt. Anh chúc mừng em, hy vọng rằng em hãy theo cái dòng nhạc này, nó sẽ tỏa sáng cho em. Cảm ơn các khách mời còn lại. Trong tay lối về cùng hẹn hò, dìu em giấc mong vừa tròn, tình thắm môi nồng, đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ, vì mai bước theo chờ. Giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến những vị khách mời cũng như là các bạn khán giả trường quay cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Lời chào thân thương nhất ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu là em tên là Thanh Tú và em đến từ Vĩnh Long ạ. Wow. Dạ. Người con quê hương Vĩnh Long, anh Trà Vinh kén bên chòm xóm luôn nha. Vì bữa nay gọi là sân nhà của bạn đấy. Dạ. Xin chào Thanh Tú. Với giọng hát và phong cách trang phục của bạn thì có vẻ như có sự đối lập. Không biết thì dòng nhạc bạn theo đuổi là dòng nhạc nào?
Dạ, hiện tại thì em đang theo đuổi dòng nhạc trẻ cũng như là rap và hip hop. Nhưng mà bạn hát cái bài vừa rồi lại rất ngọt. Nhưng mà kiểu bolero thì nó đã chắc miền Tây đúng không? Dạ. Dạ, chắc ăn sâu trong máu trong rồi. Máu rồi. Dạ. Anh Hàm Lê Trương ơi, anh cảm giác như thế nào ạ? À? Hay là chị Lê Vương muốn nói trước? Xin lỗi cho Vương nói chị trước. Chị hào hứng lắm chị Vương ơi. Quan tâm đứng đây nha. Không phải tại vì ạ. Phương nghe bạn hát thật sự luôn, Phương cảm thấy rất là thích tại vì giọng hát của bạn rất là đặc biệt. Có một cái sự tương đồng với một cái ca sĩ mà Phương cũng rất là thích. Dạ, đó chính là Hoài Lâm. Thanh Tú ơi, bạn có mối quan hệ nào với Hoài Lâm không? Ba của ảnh là anh của ba em. Trời ơi. Chú bác ruột hèn chi có phong cách giống nhau và cái chất giọng cũng khá là giống nhau nha. Cái âm giọng rất giống. Ở vậy khi mà Phương nghe trong cái 10 giây á, Phương nói ủa, chẳng lẽ có Hoài Lâm? Như ngần ấy năm trôi. Này giọng giống giọng Hoài Lâm. Vậy thì đầm màu tinh lên ngôi. Nghe thì rất là, nói chung là khi bây giờ nghe em hát thì rất là thích. Với lại Trương thấy thường là những giọng hát mà đi đường dài là những giọng hát có thể hát được rất nhiều những dòng nhạc. Và bạn có thể là một trong những người đi đường rất là dài á. Khanh hy vọng rằng phần trăm bình chọn của Thanh Tú nhận được trong đêm nay sẽ rất cao. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em khuê các con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất mạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong con, em nhất làng ngoài. Tôi chọn đúng người rồi trời ơi. Hổn quá trời hổn luôn trời. Trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em khuê các con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh thấy tiết mục này như thế nào ạ? Đẹp ơi. Bây giờ sẽ là thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với anh Kim Tử Long. Thời gian bình chọn 10 giây. Bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này và sẽ công bố vào cuối chương trình hôm nay sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ thì hãy làm quen với cô gái rất là tràn đầy năng lượng và cũng rất xinh đẹp nữa. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh. Cho phép em xin chào anh Kim Thủ Long và chị Lê Phương, anh Thanh Thức và anh Hà Đức Trương ạ. Và cùng thể toàn tất cả các bạn đã có mặt trong trường quay. Em tên là Như Mai ạ, hiện đang là diễn viên. Yeah.
Xin chào Như Mây. Khanh với Như Mây đóng chung phim rồi. Người quen. Dạ. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Nhưng mà anh thật sự không biết là Như Mây hát hay như vậy. Cũng dễ thương nữa. Chính là đam mê mới đưa em lên đây được. Chương trình này phải nói là tại vì em sợ độ cao. Và cái thứ hai nữa em sợ tiếng động mạnh. Và em cứ nghĩ là khi mà em đứng trên sân khấu và em cháy hết mình, còn vấn đề được hay như thế nào thì cái đó là chuyện tùy duyên. Miễn sao đã có cơ hội và mình đã chơi hết mình và cống hiến hết mình với tất cả mọi người ạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn Như Mây. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về tiết mục vừa rồi mà chúng ta đã xem. Mây rất là may mắn tại vì diễn với anh Long diễn rất là nhiều. Do đó một tiết mục này hai người tung hứng với nhau tạo thành một cặp rất là sung trên sân khấu, làm cho Thức với Phương như này cũng diễn tự tưởng tượng mình giống như một cặp ca sĩ đang hát đó vậy luôn nữa đó. Thấy em chọn mở đầu chính xác chưa? Hay quá, xuất sắc luôn nha. Vậy thì phải nhờ công của anh Hamlet rồi. Không biết là ở đâu mà anh có một cái năng lượng quá là khủng khiếp như vậy. Mỗi lần anh bước lên sân khấu tất cả mọi người phải nhìn theo anh, phải đam mê theo anh. Và Như Mây hôm nay bạn cũng được hưởng một phần năng lượng đó từ anh Kim Tử Long. Em là diễn viên, vì vậy cho nên là khi mà em tung hứng với anh trong cái bài hát đó, nó rất là gọi là quăng bắt. Đó là cái lợi thế của em.
Cảm ơn một tiết mục song ca rất ấn tượng vừa rồi. Và bây giờ sẽ là thời gian của quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. Quý vị nhớ nha, chúng ta sẽ chỉ hướng đến giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. 10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái vừa song ca với anh Hamlet. Xin chào bạn. Lời nói đầu tiên em xin được gửi đến và anh Hamlet rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Phương thấy Hamlet Trương và Hạnh An thật sự là giống như một cặp luôn á. Giống như trời xanh một cặp, rất xứng đôi. Và kể cả mặc đồ không biết có hẹn trước không mà sao tông xịt tông dữ. Đẹp hết, nãy giờ Thức cũng nói chuyện với Phương nói chuyện. Hai bạn này hợp ghê á. Thứ nhất là trang phục hợp là giống hai giọng vừa nam nữ bè cho nhau hay quá chừng luôn á. Thì Phương thấy là thực ra cái bài này là một mình thôi, nhưng mà hát thì thấy không có một mình thôi chút nào, thấy vui lắm. Thấy hai người luôn, giống có một mình đâu như Hamlet Trương ơi. Cảm ơn anh Thanh Đức và chị Lê Phương. Thế còn anh Kim Tiểu Long, anh chắc chắn rằng sau cái chương trình này sẽ có rất nhiều người mời em đi hát với một giọng hát và mới một cái giống dáng như thế này. Dạ, một câu nói rất là hứa hẹn ạ. Thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa song ca với chị Lê Phương. Nếu như chọn, quý vị nhấn phím A và không chọn, nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Một bản song ca quá là tình tứ. Mặc dù họ chưa bao giờ tập luyện với nhau, lần đầu tiên họ gặp nhau luôn. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin gửi đến anh Kim Tử Long, anh thấy sao ạ? Anh chỉ biết là anh rất là thích giọng hát của Lê Phương. Để cho người ta nghe, người ta có hồn á. Và người ta nghe cảm giác như bài hát nó có hồn đưa vào lòng của người ta đó. Rất khó. Mà em với Lê Phương đã làm cho cả khán phòng này người ta vỗ tay như vậy là quá thành công rồi. Dạ. Tiếp lời của anh Long, mặc dù ca hát không phải là chuyên môn chính của chị Lê Phương, nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận đây là một giọng hát nữ rất là đặc rất biệt. Rất là đặc biệt. Đại diện khán giả, tôi nghi vấn có thật sự gặp nhau lần đầu không? Em xin thay mặt cho ekip chương trình khẳng định điều này là sự thật. Sao hòa quyện vậy? Bây giờ thì em có thể xác nhận một cái câu đó là hai người tan vỡ thì sẽ có bốn người hạnh phúc. Cặp đôi Thanh Thức và Lê Phương không còn hát với nhau hôm nay nữa. Chúng ta có hai cặp khác.
Mừng quá. Này là giống như người yêu cũ có người yêu mới ha anh. Và một lần nữa thì cảm ơn sự hỗ trợ rất hết mình của diễn viên Lê Phương để giúp cho tiếng hát của Trường Hải được tỏa sáng. Và chúng ta sẽ còn chờ đợi xem kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Trường Hải là bao nhiêu phần trăm. Thiên lý ngồi Nam Mô Di Bố Phụ. Gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sắc son. Nam Mô Di Bố Phàng. Ngộ kỳ thời bên nước dưới cây đa, em ơi anh vẫn chờ hữu duyên mà thiên lý ngồi. Như đôi chim sổ ruộng xa anh gieo chín vàng bìm bìm nó kêu nước lên ra viên anh cười em. Ơi. Em không có gì cho. Anh không biết tại sao luôn mấy em. Anh không biết tại sao tự nhiên lúc đó hồn của anh nó thả vô trong cái bài hát. Và anh cứ tưởng tượng rằng anh là một cái người đang đi xem hát. Và anh nhìn một cái người ca sĩ bước từ ở trên một cái gì nó rất là lộng lẫy bước xuống. Rồi tự nhiên hút hồn anh. Mình bị cuốn hút theo. Cuốn hút luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm giác của ba nghệ sĩ khách mời còn lại sau khi thưởng thức tiết mục vừa rồi. Phương thấy thì đây là tiết mục mở màn rất là xuất sắc và tạo được cái không khí khiến cho mọi người rất là phấn khích. Cảm ơn anh Long và cảm ơn bạn Trạng Lê. Cũng rất là may mắn khi mà Trạng tìm được anh Long và anh Long cũng tìm được Trạng trong cái show hôm nay. Rất là hợp nhau. Với cái tình cảm này của tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp tại trường quay thì chắc chắn sẽ dành cho Trạng Lê một cái phần trăm bình chọn thật là cao.